Đây có hai ngoài đường vô ha. Đây cái chuồng bên ta phải này là gà đẻ nè, đẻ đứng trứng rồi nè. Còn hai nó này gà lớn, có gào đó, đóng gì đó, gà lớn nè. Bước qua đây, ở đây là ngỗng với vịt xem đó, nó kêu kìa. Kêu lớn rồi chứ. Rồi vợ kêu đi quay phim chụp hình cho nó coi. Rồi dạ dạ, cái đó nãy ha. Còn ông hai nói này là gà nhỏ, đây là gà nhỏ nè. Đó, gà nhỏ. Rồi ra đây ông hai nó heo rừng vào đây nè. Đây mấy chú ọt kìa, có cái vú sữa. Trời ơi anh ăn kìa. Trời ơi anh lội nước luôn kìa. Một con, bốn, ba con heo bự, bốn con heo con. Đúng là ta hồi xưa người ta nói là đúng ăn như heo thiệt đó quý khách. Giờ kìa đó. Ha. Để mình coi, mình biết là nhiều khi ông bà hay người ta nói đồ ăn như heo rồi kìa. Ăn đúc luôn mũi vô kìa. Đó, ướt mình luôn nè, ướt luôn mũi luôn, nín thở đó, nín thở mà lựa đồ ăn đó. Ăn như heo là có thiệt nha. Trời ơi, trời, cái miệng như khô mực ghê gì kìa. Trời, đúng là ăn như heo. Không mắc cỡ hết coi. Ăn mà ướt cái mặt luôn nè, ướt con mắt luôn đó kìa, cái coi đó đó. Ăn đút con mắt vô thọt vô mà ướt mắt luôn kìa. Nói đúng quẩy đuôi kìa. Nè. Trời ơi kìa, đút con mắt. Heo rừng này là Phú Quốc ha. Phú Quốc. Nhà ông cậu. Ông cậu bà con. Cậu ngu ngay góp góp vậy. Trời ơi trời, ăn này dính nha. Thấy ngon lành hả? Còn mấy con heo con này đây nè. Này con ngỗng lại là nó kêu sùm vậy đó. Trời ơi, uống nước kìa. Đây an toàn. Ông chùm ở đây luôn. Rồi, xin chào.